Chào mừng các em đến với trang lời giải hay.com. Ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta trình bày lời giải bài tập 5.5 sách giáo khoa trang 107 toán 6 tập 1 bộ kết nối tri thức với cuộc sống. Đề bài yêu cầu chúng ta như sau: trong các hình dưới đây, hình nào có tâm đối xứng? Ở đây gồm có 4 bông hoa đúng không ạ? Chúng ta nhớ lại cách để xác định tâm đối xứng là chúng ta phải tìm một điểm sao cho khi chúng ta quay hình đấy một nửa vòng quanh điểm đấy thì được một hình mới chồng khít lên hình ban đầu đúng không ạ? Đấy, tuy nhiên thì để chúng ta quay được hình bông hoa này mà nó lại in sẵn vào trong sách giáo khoa là một điều khá là khó khăn. Thế thì ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các em thêm một phương pháp để chúng ta xác định xem hình có tâm đối xứng, hình nào có tâm đối xứng đúng không ạ? Đấy, đầu tiên là chúng ta sẽ cần phải dự đoán xem là tâm đối xứng của nó ở đâu. Đấy, thế thì ở đây cô sẽ dự đoán hình A tâm đối xứng của nó chính là tâm của bông hoa này đúng không ạ? Đấy, thế thì ở đây cô sẽ làm bằng cách như sau. Cô sẽ chia đôi cái hình bông hoa này bằng một đường thẳng đi qua cái điểm mà cô vừa dự đoán là tâm đối xứng, để cô vẽ một đường thẳng đứng như thế này. Đấy, thì khi đó hình bông hoa của cô sẽ được chia làm hai phần. Đấy, tương tự như vậy, bây giờ cô sẽ chia ngang bông hoa này ra, đảm bảo là cái đường thẳng của cô vẫn phải đi qua cái điểm đó, đi qua cái điểm mà cô đã dự đoán đúng không ạ? Đấy, khi mà cô chia như vậy thì hình bông hoa của cô được chia làm 4 phần. Và các em sẽ so sánh cho cô xem là hai cái phần đối diện nhau có giống y hệt nhau hay không. Đó, thì cô thấy rằng hai hình ở hai phần đối diện nhau này giống y hệt nhau này, tương tự bên này cũng vậy. Đó, vậy thì hình A là một hình có tâm đối xứng đúng không ạ? Tương tự hình B. Bây giờ cô cũng sẽ dự đoán tâm đối xứng của nó nằm ở đây. Đấy, ở tâm của bông hoa đúng không ạ? Bây giờ cô sẽ chia đôi nó bằng cách là cô kẻ thẳng đứng xuống, đi qua cái điểm mà cô vừa dự đoán. Đó, tương tự cô sẽ kẻ ngang. Rồi. Đấy, khi đấy thì các em sẽ lại quan sát cho cô xem là hình ảnh ở trong góc thứ nhất này với cả cái góc đối diện nó có giống nhau hay không. À, chúng ta thấy ngay rằng là hình ảnh ở hai góc này khác nhau hoàn toàn đúng không ạ? Vậy thì hình này không có tâm đối xứng. Tương tự hình C, cô cũng lại dự đoán tâm đối xứng của nó nằm ở tâm của bông hoa. Đấy, bước đầu tiên chúng ta cũng sẽ chia đôi bông hoa này theo phương thẳng đứng. Sau đó thì chúng ta lại kẻ ngang để chia đôi nó ra. Xong bây giờ chúng ta sẽ quan sát. Đấy, chúng ta thấy rằng là phần hai phần đối xứng nhau thì giống nhau đúng không ạ? Đó, bên này cũng giống nhau này. Đấy, nên là hình C là một hình có tâm đối xứng. Tương tự với hình D, cô cũng làm một cách tương tự như vậy. Đấy, đầu tiên là dự đoán tâm đối xứng nằm ở đây. Sau đó chúng ta chia đôi theo phương thẳng đứng. Đấy, và chúng ta chia ngang. Đó. Rồi, lúc này thì chúng ta thấy ngay rằng là hai phần ở đây nó không giống nhau đúng không ạ? Đây, tương tự ở đây cũng không hề giống nhau. Vậy thì hình D là một hình không có tâm đối xứng. Vậy từ đây cô và các em sẽ ghi câu trả lời cho bài 5.5 này như sau. Các hình có tâm đối xứng là hình A và hình C đúng không ạ? Rồi, vậy là cô và các em vừa hoàn thành xong lời giải cho bài tập 5.5. Các em hãy truy cập thêm vào trang lời giải hay.com để xem thêm lời giải cho bài tập khác. Cảm ơn các em và chúc các em ôn tập tốt.